Hello, xin chào các bạn. Bây giờ thì mình đang ở bệnh viện, sẵn tiện muốn quay khung cảnh bệnh viện Mỹ để cho các bạn nhìn thấy nó như thế nào, đẹp như khách sạn 5 sao Việt Nam vậy đó. Cho các bạn coi, đây là một cái bệnh viện cũng bình thường ở chỗ mình thôi. Có rất nhiều bệnh viện thì đây là một cái bệnh viện chuẩn ở Mỹ thôi. Thì nói chung là mọi thứ rất là sạch sẽ. Hôm nay vô bệnh viện là tại vì là chồng mình là đang bị viêm ruột thừa, cho nên ảnh đang phải mổ ruột thừa, cho nên là mình với con mình vô để thăm ảnh ở trong bệnh viện. Thì giờ đang chờ ảnh ra, tại vì là ngày hôm qua ảnh mổ ruột thừa hết 1 tiếng đồng hồ. Bây giờ đang sắp sửa xong, tối hôm qua đã mổ xong rồi, ở bệnh viện 1 đêm. Thì bây giờ là chỉ còn ở 1 đêm thôi, rồi là bác sĩ chuẩn bị lại cho về rồi. Cho nên là dắt con vô, chắc là đón ảnh ra về luôn. Thì sẵn tiện đi vòng vòng ở đây để cho mấy bạn nhìn. Bệnh viện thì nó không có đông như Việt Nam mình. Biết Việt Nam mình hay có cái này là tại vì ở Việt Nam mình nói là khi mà vô bệnh viện, như mẹ mình nói là phải đứng xếp hàng lấy số, tại vì là nó không có hạn giờ đó, đúng không? Bệnh viện Việt Nam mà mấy bạn phải vô xếp hàng lấy số cho nên nó lâu lắm. Còn bệnh viện ở Mỹ là không có vụ xếp hàng lấy số. Bệnh viện ở Mỹ là giống như là mấy bạn hẹn giờ, giống như là mấy bạn hẹn cái cuộc họp của mấy bạn lúc 10 giờ là vô 10 giờ, 11 giờ là vô 11 giờ, cho nên là không cần phải chờ lâu. Mình hẹn giờ nào thì mình vô giờ đó. Mình vô giờ đó xong á, rồi là mình gặp bác sĩ đúng cái giờ đó thôi, không có phải là xếp hàng lấy số như Việt Nam. Cho nên là nó rất là tiện lợi, nó tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đây, đi vòng vòng để cho mấy bạn thấy là bệnh viện Mỹ như thế nào. Nó rất là nhanh, coi như là vô, như mình nói đó, mấy bạn có cái giờ mấy bạn xong, có cái giờ xong vô là check in với cái người ngồi ngoài này, nói là ồ tao tới, tao có cuộc hẹn lúc 10 giờ thì họ sẽ đẩy các bạn. Thì sau khi các bạn nói là các bạn có cuộc hẹn lúc mấy giờ đó, thì họ sẽ nhắn với bác sĩ là ồ cái người này tới hẹn mấy giờ, rồi bác sĩ vô gặp mấy bạn thôi, cho nên nhanh lắm. Thì bây giờ cái bệnh viện này á, là một cái bệnh viện giống như là nó ngày xưa á, cái người lập ra cái bệnh viện này là một cái nhà thờ. Cái bệnh viện này tên là St. John's Hospital. Cái người lập ra bệnh viện đó là thuộc về cái nhà thờ, cho nên là mấy bạn đi á, thấy là có hình chúa nè, chúa đủ thứ lắm nè. Là tại vì cái bệnh viện này nó là St. John's, ngày xưa cái người lập ra đó, nó thuộc về nhà thờ, cho nên nó mới bệnh viện như vậy. Thì bây giờ chỉ có chờ thôi, đi vòng vòng chờ chồng mình ra, tại vì ảnh là vẫn đang check in với bác sĩ. Rộng lắm, đây cái phòng có đủ loại hết đó. Ở đây nữa, bây giờ đi vòng vòng ngồi chơi thôi, chờ cho các ảnh xong á rồi ra về luôn. Ở Mỹ thì nó không có giữ các bạn lâu như Việt Nam, có như là ca mổ thành công á, ở chừng 1 ngày thôi là về được rồi. Ngày xưa mình đi đẻ đó, là ở Việt Nam hình như đẻ là được nghỉ, được ở bệnh viện 5 ngày, nhưng mà ở Mỹ khi mà đẻ như của mình, nếu mà đẻ mổ, bạn nào mà đẻ bệnh viện mà đẻ mổ thì ở bệnh viện 5 ngày, chứ mà đẻ bình thường như mình hay là ở bệnh viện có 2-3 ngày thôi, có 3 ngày là người ta cho về rồi. Đây là những cái phòng để ngồi chờ. Cái phòng này là cái phòng, nó có cái phòng này là cái phòng mà để như là ngồi cầu nguyện á. Nếu mà thích ngồi đây cầu nguyện hay ghê, tại vì cái này nó thuộc về của nhà thờ và nó có liên hệ với nhà thờ nè. Thấy có hình chúa nè, rồi muốn cầu nguyện thì ngồi đây cầu nguyện cũng được. Không phải là cầu nguyện mà giống như là nó có, nó gọi là đại loại như vậy. Rồi nó có những cái văn phòng nào cũng thấy có chúa. Ở trên đây nè, tại vì như mình nói cái bệnh viện này nó thuộc về của nhà thờ, cho nên là nó có cái chỗ chapel, là cái chỗ để cầu nguyện nữa, nếu mà bạn nào muốn cầu nguyện đó. Đi một vòng cho mấy bạn thấy thôi. Vui ha, chỗ này lạ nha, có cái chỗ cầu nguyện thế nè, mình đâu có biết đâu. Dù mới hồi đó mình đẻ, mình cũng đẻ ở trong cái nhà thờ này luôn. Trong nhà thờ, để vô coi, trong nhà thờ hay chưa.
Tại vì bệnh viện này là ngày xưa cái người lập ra là cái nhà thờ, tại vì nó có giống như là nó có thông liên thông, đúng không, nó gọi liên thông với nhà thờ. Cho nên trong cái bệnh viện nó đây là bệnh viện này, St. John Hospital. Cho nên vô trong bệnh viện này nha, nếu mà thích đó thì có thể là có cái chỗ riêng để cầu nguyện thì cũng đúng rồi đó. Mấy bạn nghĩ đi, vô bệnh viện, những cái bệnh nhẹ không nói, có những cái bệnh nặng nhiều khi hả dẫn tới tử vong này nọ đó, thì cho nên người ta cho vô đây để có một cái phòng thờ, có một cái chỗ để mấy bạn giống như là cầu nguyện luôn, là hay ghê không. Không biết có làm lễ hay không nhưng mà có chỗ cầu nguyện hay thiệt. Cái này mới nha, hồi đó mình mổ ở đây mình không biết là ở đây có một cái phòng để vô, tại vì nó tên là St. John's, nó là có liên hệ, nó liên thông. Cái bệnh viện này là một cái bệnh viện, nó có liên thông với cái nhà thờ, bởi vì nó là tổ chức phi lợi nhuận. Cho nên là trong cái bệnh viện nó có xây một cái nhà để gọi là cầu nguyện. Hay thiệt, vụ này mới nè, mà hồi đó mình không biết. Đây, em bé con mình đang chờ ba nó ra. Có lý quá. Rồi, thôi quay cho mấy bạn coi vậy thôi. Tại vì mình nghĩ là mình cũng nên hôm chủ nhật thì không có đi lễ, tại thằng nhỏ nó quấy chủ nhật nên không có đi lễ, nó ở nhà, cho nên là bây giờ thôi mình cũng đi cầu nguyện chút đây. Rồi thôi, cảm ơn mấy bạn nhiều nha. Đó, chỉ quay cái cảnh clip ngắn ở cái bệnh viện ở khu mình ở cho mấy bạn xem thôi. Bye bye.